Quý vị và các bạn thân mến, tiệm bánh nằm trên một con phố nhỏ tại thành phố Lào Cai có cái tên rất đặc biệt, tiệm bánh không lời. Đây là thành quả của cô gái 20 tuổi Võ Trâm Anh. Vừa qua mặc cảm tự ti khi không thể nghe và nói, Trâm Anh luôn nỗ lực học tập, khởi nghiệp bằng nghề làm bánh với ước mơ sau này có thể giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Sinh nhật của em, mẹ em đã mua cho một cái bánh ở nhà cô Trâm Anh. Trong cái bánh em thích nhất là phần gato và phần sốt. Cô chủ hiệu bánh không lời này rất thân thiện, hòa nhã và tư vấn cho tôi để chọn những cái chiếc bánh. Tôi cũng có ra tiệm bánh không lời và đặt một chiếc bánh theo tôi là rất là phù hợp và đẹp. Cốt bánh cũng rất là ngon, hợp với khẩu vị của gia đình nhà tôi. Sinh ra những đứa con bình thường cũng đã rất là vất vả rồi. Thế nhưng đây bạn Trâm Anh này đã bị thiệt thòi hơn mọi người. Đến ngày nay nhìn thấy bạn ấy đã bắt đầu dần dần trưởng thành như này, thật sự tôi rất mừng và rất hạnh phúc. Em quên.